Thưa quý vị, trong tháng 6 này thì chỉ số giá tiêu dùng CPI của Hà Nội đã tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 0,98% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do giá xăng dầu tăng kéo theo sự gia tăng của nhóm giao thông và so với tháng trước thì nhóm giao thông đã tăng đến 3,58%. Ngoài nhóm giao thông có chỉ số tăng cao, các nhóm còn lại đều tăng nhưng không đáng kể. Cụ thể, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,06% so với tháng trước. Nguyên nhân là do nắng nóng nên sản lượng điện nước tiêu thụ nhiều hơn. Giá dầu hỏa vẫn giữ nguyên, giá gà bán lẻ giảm do giá gà thế giới giảm. Nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống giảm không 0,43%, trong đó lương thực giảm 0,55%. Nguyên nhân khiến giá gạo giảm là do nguồn cung dồi dào và lượng gạo tồn kho tại các tỉnh phía Nam khá lớn. Nhóm thực phẩm giảm 0,72% nhờ giá thịt lợn giảm vì nguồn cung dồi dào. Thời tiết nắng nóng nên nhu cầu người dân không cao. Dự báo nhóm hàng này sẽ tiếp tục giảm trong tháng tới. Đây là tháng thứ tư liên tiếp CPI Hà Nội tăng, Trước đó, CPI Hà Nội đã tăng 0,12% trong tháng 5, tăng 0,2% trong tháng 4 và 0,38% trong tháng 3.